Tử vi về ngày 14 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Từ xa xưa, ông cha ta mỗi khi muốn tiến hành một công việc nào đó đều chọn ngày tốt để cầu mong mọi việc được hanh thông. Chương trình tử vi hàng ngày, luận giải cát hàng ngày của kênh Phong thủy Gia Cát sẽ gửi tới quý anh chị biết hôm nay là ngày tốt hay ngày xấu với tuổi của anh chị, những công việc đại sự nào có thể tiến hành hay không nên làm gì trong ngày này. Thông qua các yếu tố ngũ hành, vận mệnh năm với ngày tháng muốn xem, từ đó giúp anh chị biết được nên làm gì và lên kế hoạch sắp xếp công việc được hợp lý để đạt được kết quả tốt nhất cho bản thân. Trong chương trình ngày hôm nay, mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi phần luận giải về cát hung của ngày 14 tháng 11 năm 2020 âm lịch với sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt. Chúc anh chị có một ngày đầy may mắn và nhiều niềm vui. Quan về ngày 14 tháng 11 âm lịch. Ngày 14 tháng 11 âm lịch còn gọi là ngày 14 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này sẽ có nạp sát là ngày Ất Tỵ. Ngày này có nạp âm là Phú Đăng Hỏa, tức là lửa đèn dầu. Do Tỵ và Hợi chính xung, Ất âm mộc khắc Kỷ âm thổ, Tân âm kim khắc Ất âm mộc. Đây gọi là thiên khắc địa xung nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 và tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Tổng quan tử vi 12 con giáp. Đầu tiên là tuổi Tý. Tý dương thủy gặp Ất âm mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tý, trong ngày này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Trong ngày 14, bản mệnh sẽ được các tinh thiên Ất quý nhân đóng mệnh, là ngôi sao may mắn cho mệnh. Nếu có ngôi sao này, trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Bên cạnh đó, cần chú ý ngày này có khung thần thất sát chiếu đến bản mệnh, gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Tuổi Tý trong năm nay còn gặp phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Tý. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp con đường công danh, sự nghiệp tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp Ất âm mộc là thất sát, có tên khác là thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh để đưa ra phương án tối ưu để giải quyết những vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong ngày này, cũng có các tinh, phúc tinh giáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Sửu nên xem xét tiến hành các công việc quan trọng, nhưng cũng cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Hơn nữa tuổi Sửu, năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khác chiếu mệnh, nên vận thế tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, chu giải thị phi. Tuổi Dần. Dần dương mộc gặp Ất âm mộc nghĩa là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Dần trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bên cạnh đó có hung tinh kình dương chủ về tai họa, thường tật chiếu mệnh nên gia chủ tuổi Dần cần chú ý những lời mời gọi nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp giấy tờ, không đứng ra vay mượn hay ký nhận thay ai, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật.
Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giáp địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ tuổi Mão. Mão âm mộc gặp ất âm mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Ma tinh chiếu mệnh, mã chỉ động là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đi đó. Sau mã mà bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. May mắn ngày này được hai cát tinh là phúc tinh, thiên lộc chiếu mệnh, đem nhiều may mắn cho gia chủ. Hơn nữa tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình, các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại, đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp khung hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp ất âm mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngày này không có các tinh, cần chú ý các hung tinh là thiên la địa võng, kiếp sát. Thiên la địa võng chủ về bệnh tật, lao ngục và kiếp sát là hung thần, gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, để tận dụng cơ hội người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tay tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân, tuổi Tỵ. Tỵ âm hỏa gặp giáp dương mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tỵ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày hôm nay được hai cát tinh là Thái Cực và Kim Dư chiếu mệnh, đây là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Ngoài ra cũng có quý nhân trợ giúp nên mọi công việc đều được thuận lợi. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, Thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lưỡng vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên những người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Ngọ, Ngọ dương hỏa gặp ất âm mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Ngọ, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt, tới sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn phía trước. Ngày này tuổi Ngọ được hai cát tinh và văn xương là thái cực chiếu mệnh, đây là những sao tốt đem đến cát lành. Văn xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử. Thái cực là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Hơn nữa tuổi Ngọ còn xung thái tuế, năm nay sẽ là một năm rất xấu, vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, Thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi, Mùi âm hỏa gặp giáp dương mộc là thất sát. Trong ngày này các gia chủ tuổi Mùi nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Có ma tinh chiếu mệnh, đây là một thần sát của tứ trụ. Mã chỉ động là tướng bôn ba, nên tứ trụ có mã là người hiếu động, thích đi đây đó. Sao mã mà bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. Vận tuổi lưu chuyển, đến năm 2020 Canh Tý, người tuổi Mùi vì cùng thái tuế và năm Tý
là có quan hệ tương hại bên trong, được gọi là hại thái tuế. Vận trình của người tuổi Mùi năm nay dễ dàng gặp khó khăn, trắc trở, làm việc không thuận, sự nghiệp tài vận sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, khuyên gia chủ tuổi Mùi sử dụng vòng tam hợp hợi Mão Mùi đem lại may mắn tài lộc cả năm. Tuổi Thân, thân dương kim gặp giáp dương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe. Ngày này có các tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh, là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Bản mệnh cần chú ý vì có kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân. Vận thể tổng coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường khí vận, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn. Tuổi Dậu, Dậu âm kim gặp ất âm mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu sẽ dễ có được tài lộc hơn. Công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020 do Dậu kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế. Vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi việc may mắn. Tuổi Tuất, Tuất dương thổ gặp ất âm mộc là chính quan, nghĩa là thần bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Vận trình của tuổi Tuất vẫn còn tốt trong năm 2020, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng kể. Cường độ và áp lực của công việc cũng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giáp khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi, Hợi dương thổ gặp ất âm mộc là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Hợi nên hết sức chú ý và cẩn thận. Ngày này có các thần mạn tinh và quốc ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận, nên tuổi Hợi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Những người sinh năm Hợi vào năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can canh kim là thiên ấn tinh. Thiên ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu niên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt. Vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giáp khai vận Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa được những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 14 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!